Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến chúc Tết tại Công ty Điện lực Hưng Yên và Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Hưng Yên báo cáo về công tác chuẩn bị cấp điện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán, phương án xử lý sự cố, đảm bảo lực lượng trực 24/24 giờ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của ngành điện lực trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới Công ty Điện lực Hưng Yên tiếp tục bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp, phối hợp với ngành công thương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng, tăng cường các biện pháp an toàn sử dụng điện và phòng chống cháy nổ, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo nhanh công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch COVID-19 và kế hoạch trực trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Trần Quốc Toàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của các đơn vị. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong rằng đội ngũ y bác sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, tuân thủ thực hiện tiêu chí bệnh viện an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm đủ nguồn lực về trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu để chủ động sẵn sàng ứng phó với dịch.